Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Đình Trọng chính thức gia nhập giải Ngân Hà Việt Nam với giá khủng. Câu lạc bộ Bình Định đã chính thức thông báo chiêu mộ trung vệ Trần Đình Trọng theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này rời khỏi câu lạc bộ Hà Nội. Như đã biết, Đình Trọng vừa chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau khi hết hạn hợp đồng. Hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng nên đội bóng thủ đô chấp nhận để trung vệ sinh năm 1997 ra đi. Chỉ một ngày sau đó, Đình Trọng đã tìm được bến đỗ mới, đó là câu lạc bộ Bình Định. Đội chủ sân Quy Nhơn đã chính thức công bố đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ này. Anh cũng được đăng ký thi đấu ở V-League 2022. Theo một vài nguồn tin, Đình Trọng sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức phí lót tay lên tới 10 tỷ đồng. Đây thực sự là bản hợp đồng chất lượng với câu lạc bộ Bình Định trước thềm mùa giải mới. Kể từ khi lên hạng ở mùa giải trước, câu lạc bộ Bình Định đã trở thành giải ngân hà của Việt Nam khi liên tục vung tiền chiêu mộ những tân binh đắt giá. Đình Trọng là tân binh thứ 13 của câu lạc bộ đất võ ở mùa giải này. Trước đó, hàng loạt cầu thủ như Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Lý Công Hoàng Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Đỗ Văn Thuận đã cập bến câu lạc bộ Bình Định. Đáng chú ý, khi tới Bình Định, Đình Trọng sẽ tái hợp với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, người từng giúp anh trưởng thành trong màu áo câu lạc bộ Sài Gòn. Đình Trọng trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1997 là gương mặt tiêu biểu và cùng các đội mang về liên tiếp những chức vô địch quốc gia cấp độ U19, U21 cho đội bóng thủ đô trong giai đoạn 2014 đến 2016. Sau quãng thời gian này, cầu thủ người Gia Lâm được cho câu lạc bộ Sài Gòn mượn. Mùa giải 2018, hậu vệ 24 tuổi trở lại khoác áo đội chủ sân hàng đẫy. Tại đây, Đình Trọng đóng góp to lớn vào chức vô địch V-League 2018-2019, vô địch Cúp Quốc gia 2019-2020, vô địch Siêu Cúp 2018-2019-2020. Trước khi rời câu lạc bộ Hà Nội, Đình Trọng chơi 32 trận cho đội bóng này. Bên cạnh đó, anh cũng có 13 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam.